Kính thưa quý cộng đoàn, vì vấn đề bản quyền, phim này không thể phát trực tiếp trên YouTube. Quý vị vui lòng xem link phim online trong phần giới thiệu của phim, hoặc truy cập vào trang phim công giáo.com để xem. Con xin trân trọng cảm ơn. Thank you.